Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là đoạn tuyến của Vành đai 2 Hà Nội từ ngã tư Sở đến chân cầu Vĩnh Tuy đã được thành phố đầu tư mở rộng bao gồm cả đường trên cao và đường dưới thấp nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, xây dựng đồng bộ đoạn tuyến đường Vành đai 2, tạo sự thông suốt và thuận lợi cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến, từng bước giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị, tạo nên những tuyến phố văn minh hiện đại giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cách đây khoảng vài năm trở về trước thì đoạn tuyến này từng là cơn ác mộng đối với các phương tiện lưu thông qua đây. Tuyến đường Đại La Minh Khai quá nhỏ hẹp so với lưu lượng phương tiện và mật độ xây dựng hai bên tuyến. Bộ mặt đô thị cũng cực kỳ nhếch nhác. Hiện tại thì đoạn tuyến này đã trở thành một tuyến giao thông đồng bộ, thuận tiện khi di chuyển. Diện mạo đô thị hai bên tuyến này ngày càng trở nên văn minh và hiện đại. Và một trong những công trình góp phần vào sự thay đổi đó là một tổ hợp cao tầng bao gồm siêu thị, văn phòng cho thuê có tên Vinaconex Diamond Tower, tên tiếng Việt là Trung tâm Thương mại Chợ Mơ. Còn người dân Hà Nội bao lâu nay vẫn quen gọi ngắn gọn là tòa nhà Chợ Mơ. Tổ hợp này bao gồm một khối nhà 15 tầng và một khối nhà 25 tầng liên hoàn qua khối đế 5 tầng. Trên ô đất có tổng diện tích khoảng gần 15.000m2. Điểm nhấn của tổ hợp này là một khối tháp 25 tầng hiện đại, một dự án bất động sản của đơn vị Vinaconex trong lĩnh vực văn phòng cho thuê cao cấp tại Hà Nội mới được ra mắt cách đây không lâu. Vinaconex Diamond Tower là tên của tòa nhà này. Dự án được phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinaconex là Vinaconex Invest. Sở hữu vị trí nổi bật tại quận Hai Bà Trưng, khu vực này hiện tại dễ dàng kết nối đến các tuyến phố huyết mạch với các điều kiện về giao thông. Cơ sở hạ tầng rất thuận tiện, đặc biệt là sau khi tuyến đường Vành đai 2 qua đây được hoàn thành đồng bộ như mình đã giới thiệu ở đầu video. Ngoài năng lực thi công xây lắp các công trình về hạ tầng giao thông, công nghiệp, thủy điện, các công trình vốn đầu tư công mang tính trọng điểm quốc gia, thì Vinaconex cũng là chủ đầu tư thi công xây dựng nhiều dự án bất động sản cao cấp tiêu biểu như dự án chung cư Green Diamond 93 Láng Hạ hiện đã đưa vào vận hành, hay dự án Vinaconex Diamond Tower mình đang giới thiệu trong video ngày hôm nay. Tọa lạc tại số 459 C Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tổ hợp Vinaconex Diamond Tower có một tòa nhà văn phòng hạng A do tổng công ty Vinaconex đầu tư và thi công. Dự án mới ra mắt thị trường trong phân khúc bất động sản văn phòng cho thuê trong quý 2 năm nay với phong cách thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. Vinaconex Diamond Tower được đánh giá là tâm điểm đáng chú ý trong phân khúc bất động sản cao cấp lĩnh vực văn phòng cho thuê. Tòa nhà sở hữu vị trí đắc địa tại ngã tư Bạch Mai, Minh Khai, nổi bật giữa khu dân cư thấp tầng đông đúc nhưng lại thuận tiện và dễ dàng trong kết nối giao thông như cách cầu Vĩnh Tuy khoảng 2 km, cách hồ Hoàn Kiếm 3 km. Như mình vừa giới thiệu lúc nãy, Vinaconex Diamond Tower bao gồm khối đế 5 tầng, hai khối tháp cao 15 tầng và 25 tầng, với tháp 15 tầng thì là khu căn hộ. Tổ hợp có 2 tầng hầm và 1 tầng bán hầm. Từ tầng 1 đến tầng 5 là khối đế thương mại. Từ tầng 6 đến tầng 25 là 20 tầng với diện tích dành cho văn phòng cho thuê. Hai tầng hầm có sức chứa 500 xe ô tô, 2.000 xe máy. Dự án được thiết kế bởi Raymond, công ty thiết kế kiến trúc danh tiếng của Nhật Bản, nên Diamond Tower trở thành một công trình hiện đại, thông minh, tiện ích, thẩm mỹ cao và là điểm nhấn kiến trúc cho cả khu vực. Diện tích văn phòng cho thuê hiện tại của tòa nhà Diamond Tower lên tới gần 47.000m2. Tòa nhà được đầu tư trang bị các hạng mục thiết bị nội ngoại thất bằng những cái sản phẩm nhập khẩu cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu. Hệ thống điều hòa trung tâm VRV, hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ hiện đại cùng 8 thang máy rộng lớn, trong đó có 2 thang máy được thiết kế đồng thời phục vụ phòng cháy chữa cháy nhằm tăng mức đảm bảo an toàn chung. Hệ thống quản lý bãi xe tại tầng hầm tự động với camera đồng bộ kết nối với hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Hiện nay tòa nhà đã đón nhiều khách hàng đến thuê văn phòng và đã đi vào hoạt động ổn định. Cùng với dự án Green Diamond 93 Láng Hạ thì đây là hai dự án tiêu biểu do Vinaconex đầu tư xây dựng trong phân khúc bất động sản cao cấp tại Hà Nội. Trong quá trình review về tòa nhà dự án Diamond Tower, mình đã được đại diện chủ đầu tư dẫn đi tham quan cũng như cung cấp các cái thông tin chi tiết về dự án, nên video này ít nhiều truyền tải các thông tin mang tính thương mại. Sắp tới thì mình sẽ ra thêm các video về một số dự án bất động sản đơn lẻ khác tại Hà Nội, bên cạnh các nội dung về hạ tầng giao thông như trước đây của kênh. Rất mong quý vị tiếp tục đồng hành và ủng hộ. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.